Số 1 là thủ môn Alisson Becker, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1992, 25 tuổi, sinh tại Brazil, chiều cao là 1m93, nặng 91kg. Đội hiện tại là đội bóng đá quốc gia Brazil, câu lạc bộ bóng đá Atroma là thủ môn mang số 19. Số 2 là thủ môn Macho Rup, sinh ngày 13 tháng 1 năm 1987, 30 tuổi, sinh tại Rio Grande do Sul, Brazil, chiều cao là 1m88, nặng 81kg. Đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá Remo, đội bóng đá quốc gia Brazil là thủ môn mang số 23. Số 3 là thủ môn Wilberton Pereira Silveira, sinh ngày 13 tháng 12 năm 1987, 30 tuổi, chiều cao 1m89, cân nặng 89kg, bắt đầu sự nghiệp vào năm 2006. Đội hiện tại là câu lạc bộ Atlético, là thủ môn mang số 12. Số 4 là hậu vệ Carlos Zeleto, sinh ngày 12 tháng 6 1987, 30 tuổi, sinh tại Campos do Taca, Brazil, chiều cao 1m92, cân nặng 89kg, đội hiện tại là đội bóng đá quốc gia Brazil, câu lạc bộ bóng đá Sơn Đông Lỗ Năng Thái Sơn, là hậu vệ mang số 5. Số 5 là Dão Miranda, sinh ngày 7 tháng 9 1984, 33 tuổi, sinh tại Brazil, chiều cao là 1m86, cân nặng 78kg, bắt đầu sự nghiệp năm 2002. Đội hiện tại là công ty cổ phần câu lạc bộ bóng đá Internacional Milan, là hậu vệ mang số 25. Đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil cũng là làm hậu vệ. Số 6 là Marquinho, sinh ngày 14 tháng 5 1994, được 23 tuổi, sinh tại Brazil, chiều cao là 1m83, cân nặng 79kg, đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain, hậu vệ mang số 5, đội tuyển bóng đá quốc gia của Brazil cũng làm hậu vệ. Số 7 là Rodrigo Caio, sinh ngày 17 tháng 8 1993, được 24 tuổi, cũng sinh tại Brazil, chiều cao 1m82, cân nặng 70kg, đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá Sao Paulo,
là hậu vệ mang số 3 và tiền vệ đội tuyển quốc gia của Brazil. Số 8 là Dani Alves, sinh ngày 6 tháng 5 1983, 34 tuổi. Cũng sinh tại Brazil, chiều cao 1m72, cân nặng 70 kg. Hiện tại là câu lạc bộ bóng đá Juventus, là hậu vệ. Đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil là hậu vệ mang số 2. Số 9 là Vagner Conceva Lemos, sinh ngày 11 tháng 6 1989, được 28 tuổi, sinh tại São Paulo, Brazil, chiều cao 1m68, cân nặng 67 kg, bắt đầu sự nghiệp vào năm 2006. Đội hiện tại là câu lạc bộ Corinthians Paulista, là hậu vệ mang số 23. Số 10 là Philip Luiz, sinh ngày 9 tháng 8 1985, được 32 tuổi, sinh tại Brazil, chiều cao 1m82, nặng 78 kg. Đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá Atlético de Madrid. Đội tuyển bóng đá quốc gia của Brazil là hậu vệ. Số 11 là Marcelo Vera, sinh ngày 12 tháng 5 1988, được 29 tuổi, sinh tại Rio de Janeiro, Brazil, cao 1m72, nặng 75 kg. Đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá Real Madrid. Đội tuyển bóng đá quốc gia của Brazil là hậu vệ mang số 12. Số 12 là Casemiro, sinh ngày 23 tháng 2 1992, được 25 tuổi, sinh tại Lão Giót do Combo, Brazil, cao 1m84, nặng 80 kg. Đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá Real Madrid. Đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil là tiền vệ. Số 13 là Giuliano de Paula, sinh ngày 31 tháng 5 1990, được 27 tuổi, sinh tại Brazil, cao 1m52, nặng 68 kg. Đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá Zenit Zan. Đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil là tiền vệ.
Số 14 là Lucas Lima, sinh ngày 9 tháng 7 1990, được 27 tuổi, sinh tại Lão Paulo, Brazil, cao 1m75, nặng 70kg. Đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá Santos, đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil là tiền vệ. Mười lăm là Paulinho, sinh ngày 25 tháng 7 1988, được 29 tuổi, cũng sinh tại Lão Paulo, Brazil, cao 1m80, nặng 71kg. Đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá Quảng Châu Hoàng Đại Đào Bảo, đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil là tiền vệ. Mười sáu là Philippe Coutinho, sinh ngày 12 tháng 6 1992, 25 tuổi, sinh tại Rio de Janeiro, Brazil, chiều cao 1m71, nặng 68kg. Đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá Liverpool là tiền vệ. Đội bóng đá quốc gia Brazil là tiền vệ bằng số 11. Mười bảy là Rafael Carioca, sinh ngày 18 tháng 6 1989, được 28 tuổi, sinh tại Rio de Janeiro, Brazil, cao 1m79, nặng 74kg. Đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá Atlético Mineiro là tiền vệ bằng số 5. Mười tám là Renato Augusto, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1988, được 29 tuổi, cũng sinh tại Brazil, cao 1m86, nặng 86kg. Đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá quốc gia của Brazil, câu lạc bộ bóng đá Bắc Kinh Quốc An là tiền vệ. Mười chín là William Borges de Silva, sinh ngày 9 tháng 8 1988, được 29 tuổi, cũng sinh tại São Paulo, Brazil, cao 1m75, nặng 73kg. Đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá Chelsea là tiền vệ. Đội bóng đá quốc gia của Brazil là tiền đạo mang số 19. Số 20, Gary Jesus, sinh ngày 3 tháng 4 1997, được 20 tuổi, sinh tại São Paulo, Brazil, cao 1m75, nặng 72kg.
Đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá quốc gia Brazil, là tiền đạo mang số 9, câu lạc bộ bóng đá Manchester City, tiền đạo mang số 33. Số 21 là Neymar, sinh ngày 5 tháng 2 1992, được 25 tuổi, cũng sinh tại Brazil. Có chiều cao là 1m74, nặng 68 kg. Đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá Barcelona, là tiền đạo. Hai mươi hai là Gary Barbosa, sinh ngày 30 tháng 8 1996, được 21 tuổi, cũng sinh tại Lão Paulo, Brazil, cao 1m76, nặng 68 kg. Đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá Internacional Milan, là tiền đạo và là đội bóng đá quốc gia của Brazil. Số 23 là Tyson Sot, sinh ngày 13 tháng 1 1988, được 29 tuổi, sinh tại Rio Grande do Sul, cũng của Brazil. Đội hiện tại là câu lạc bộ bóng đá Shakhtar Donetsk, là tiền vệ mang số 28.